kg vàng rồng. Chiến số 4 được đặt từ Paris mới chỉ áp tải về sân bay được các. Hiện tại coi chi đang giữ một cái, tạm giữ một cái. Và trận đấu thứ hai bắt đầu. Và phút xuất sàn của cầu thủ 6 à 6 cầu thủ xuất sàn. Tiền thật số 3 một mình chúng ta rất lòng các đội điện bao vần các đội điện không có quá đẹp tiếp tục số ba không ai số ba mà một cú sút xa của một cầu thủ qua rồi chiều bên đây nè, chiều đó chiều em được lần không dám cái gì mà thế để bao chuẩn bị lợi thế là cho đi đâu vô bánh đó hết rất may mắn là các cầu thủ Hà Nội đã tận dụng cơ hội rất tốt. Các thủ ASEAN tận dụng cơ hội rất tốt. Anh tưởng là bên mình không chặt đâu. Tỷ số được nâng lên 3-1. Và các thủ ASEAN. Messi chuyền cho cánh trái. Cánh trái chặn được bóng rồi. Số 10. Số 10 đi bóng rất dẻo qua hai cầu thủ. Tuy nhiên bảo vệ của A Sáu đã kịp thời cản phá ra. Để vô đem được không? Bóng chuyền mạnh lên bên trên. Tiếp tục những pha tăng cắt ở giữa sân nhưng không được. Bóng chuyền sau lên bên trên không có cầu thủ nào để nhận bóng. Và khống chế bóng rất tốt của một cầu thủ A7 ASEAN Minh Phúc rất đẹp. Số 7 Quốc Huy đi bóng rất tốt, vẫn là Quốc Huy rất đáng khen cho Quốc Huy đáng khen cho Quốc Huy một pha bóng lắc léo và rất nhiều cầu thủ A3. Bóng chuyền dọc biên, ta làm đội mình rất tốt, đồng đội nhận bóng mà đi quá. Số 3 có bóng, Quốc Đại, Quốc Đại bị bóng không mạnh, vẫn là Quốc Đại, rất hay. Tuy nhiên rất nhiều cầu thủ áo đen ở phần nhà của mình, phần sân của mình đã có cái bóng mình rồi. Các bạn nó xuống chung nổi đâu. Rất tốt đúng không? Mặc dù lúc đầu bắt trần nhưng qua mà sửa sai bắt được. Sáu và ba, sáu và sáu đã biên.
về ngoài biên. Các thành viên này đi phát là đá đi. Tiếp tục giao thủ ba ba. Các cầu thủ A6 được hưởng quả đá biên. Rất tốt, chuyền sau lên Minh Trân. Nhưng không được gặp các cầu thủ A3 rồi. Số 7 rất dẻo. Chuyền cho Quốc Đại. Nhưng Quốc Đại có bóng. Các cầu thủ A3 mặc dù rất nhỏ nhưng game rất lanh. Các cầu thủ A7. Các hậu vệ A6 đã phá bóng lên rồi. Quang Khải không được tiến bước. Quang Khải đã kịp phá bóng lên rồi. Rất đáng kèm thì cô ấy của Quang Khải. A3 đá. Tiền cho đồng đội. Tốt lắm. Tiền thấu, tiền cho đồng đội. Phải nói một trận đấu rất nhiều kịch tính, có những khi tưởng chừng nhưng mà không phải là thế. Theo trước khi vào trận đấu thì người ta đánh giá 6A3 sẽ có kỹ thuật cao hơn, tuy nhiên vào trận đấu chúng ta thấy rất nhiều cái sự khác nhau trong suy nghĩ. May mắn vẫn chưa đến với các cầu thủ A3. Một pha đánh đồng rất đẹp, tuy nhiên vẫn chưa vào. Tiếp tục. Và lên nóng của các cầu thủ A3.
phá bóng thành công. A Sáu được hưởng quả phạt góc. Và tỷ số được rút ngắn 2-4 cho các cầu thủ A Ba. Sút một pha sút rất xa nhưng bóng đi không đúng một lần. Một pha hết sức cố gắng của cầu thủ, một pha khống chế bóng đằng sau. Bóng chuyền rất đẹp cho đồng đội số 9. Bóng vẫn còn. Bóng chuyền bóng rất đẹp. Càng về sau các cầu thủ A Sáu đá càng đẹp. Mất 10 mất hết. Chuyền các cầu thủ A Sáu lui ra cho các bạn đá. Nguy hiểm. Đá bóng thành công. Rất đáng khen cho hậu vệ vừa rồi đã cản phá đường lên bóng đua số 3. Nguy hiểm. Ba bóng ra ngoài. Có
thì còn số 8. Không được. Sao thấy đó? Mình tiến con lắm. Mình tiến. Vô con, vô bán đi. Thiền bắn. Em vô thiền. Mắt bắn rồi. Vô nguy hiểm, nguy hiểm. Từ tổ ba báo có phạm lỗi gì không? Tiếp tục trận đấu, tiếp tục. Xuất nguy hiểm, bao không là chuyện nào xuất sắc. Nguy hiểm. Tắm hết đi rồi. Nguy hiểm. Phải nói là đến giờ lúc này là trong sân kể cả ở ngoài lên tham gia thôi con thiên từ đứng ngồi không yên vậy vậy ném bóng lên một pha ném bóng lên bắt bóng cho bảy đã không chơi bóng thành công vậy đeo con. Đá chân này còn tài thấu thấu mình đi theo lời theo coi. Em vô. Cứ đừng không. Phải nói như thế. Một sự chắc chắn cho các cầu thủ A6.
thắng, một trận đấu mưa bàn thắng. Số 3, một trận đấu mưa bàn thắng, đóng những người thắng đẹp rất nhiều và kịch tính. Vẫn còn cơ hội, vẫn còn cơ hội dành cho các cầu thủ A3. Ok, chạy về đi đó, chạy về. Ba bóng được rồi.